mình là bạc nhá, tôi định nghĩ là gì rồi đúng không? Thì gần như là chỉ là để tên chỉ tôi phải gì cũng cái nọ này này nhà vừa đi lại vào đấy. Bây giờ thì gần như là chỉ là để tên chỉ tôi sẽ hạ xuống cái xíu cái lúc bao giờ đi nè, rồi anh nhau đường sang lại tên người ta thấy của tất cả bị bẩm đấy. Bây giờ anh ông ấy bỏ nó về cái nhà phía đại lý vào đó, từ đó thì vào đó sẽ còn nhà từ là thằng nào nhà sẽ đi bỏ nó câu đầu hình quá, từ đây thì gần như khoảng bẩm đấy. Thì như cái nó thì mà thằng nào nhà bỏ nó thì như không nhà thêm gì được, tâm nhà là thôi ra là mới xin nhà là chỉ để bỏ nó, từ đây thì gần như nhà của bỏ nó. Hello, tôi đi cái này thôi để chơi đi. Sau còn này tôi làm được không là xử lý nhé. Này là nên nói thì thôi chỉ để ra xử lý sự việc trong một thời gian này được. Alo thì ở được giải quyết được đấy. Hello, tôi nói mình xin nhà alo nhé. Tôi đi cái này là thôi chỉ để em nhà tình cái này xin nhà tôi nói thì video để mà ra thải để bài bàn là cái gì cũ sẽ để video bớt tôi nói bài bàn là cái gì sẽ để video mình làm cái hồ đầu này như thế nên nói thì cái này là yêu thú áp video ra vào đấy được rồi mà nhé. Thì như con này vậy thì video bớt nó anh nhà thu được mấy sự nhà này chỉ là từ đây ra hồ được cái thu được nhà hồ được cái chân anh em không được đẹp thì lại phải đẹp thì nên chúng ta lại tâm như đã xả một quán ta lại tâm như đôi giá trị đã để bầu thân đi cả đó và lâu bầu thân đi đến số lưu sĩ cung à sẽ đi đông đông bao chiếm á thì đông đông bao lên mà số những bài hàng này số đó như nhà đấy như bao bao thì khó nhận như không tới lòng toàn đi chỉ bám nhé thì lưu sĩ chúng ta cái video cái giá này lại đi không đông thì đông đông bao chiếm nó thì đồng hồ bao nhiêu á, cái lô này mình thay lên xuống ngã xóa đi lại rồi đó, thì mà giờ đó bên cái giá mình khả năng của cho nó đủ á, bao hòa nên làm gì rồi, ngã hiện là khách gì đấy, ngã là khách tàu nhà số gì đó thì lô này cái gì đó gì đấy để bỏ nó, nó tu hú, nhà cái này gì đấy, và mà tu hú bao hòa này gì để bỏ nó, vậy đó, ví dụ xin xin đi vào đấy, xây cái gì đó, thay người bên xin đi tìm cái đó để chúng ta sẽ cho họ mới sử dụng nên là đấy, thì lô ví dụ xin xây cái gì đó như đó, thì anh khách rồi thì cái hoa hộp bên đó nhà cái bỏ nó. Thì sau khi thì nhà vô nhà lên đấy yên cái cung gì đó không bảo cho nên nhà lên đấy xây bê gì đó bố nó thì xây ra đấy bê thổ gì đó bố nó câu mười thì nhà sau khi thì cũng sắp giáp nhà vô kỳ đã chụp lại rồi nhá rồi đi thôi mà xong như vậy thì cũng cái ra lại nhé nhiệt độ tốt như sửa được qua rồi đấy bắt đầu được mà bê cái bố nó để rồi đôi ra thì mấy đôi ra thì mà xong như vậy không nhiệt độ thì đâu nó bao lại đó tông nhà bảo đi ngang này tông nhà ngang từ lòng này chỉ nhé thì tông này chậm cú mà bảo nó tông đi nga tông đi nga thì tông nó bảo lại đó phá nhà này rồi nhà đấy nên là khai tiền lý số gì đó nó bên này nó được khu của nó là khai lại này gì qua đấy á cái đó tông nhà nế tông nhà lý nga nế nga lý của nó cái đó thì theo này mà lý sẽ sửa tục quả thuộc thầy bước thì mà xuống tông nhà lý tông nhà sửa tục quả lý mà anh thầy để bỏ nó lý của thầy chỉ để cho trong một lộ trí cao cả đó a cả ra bá cái đó tất nhiên là tông nhà của thầy của chúng nó sẽ chỉ trả bảo nhé tất nhiên là về mà xuống như thế thế đông đông thì đông nó bao mấy thì đông nó bao nó không không bao bao thì nên là không nên để lòng sửa đi xin đấy nhưng tôi ấy nó khai này gì để lại ở chỗ đó cố không nên thì đông nó bao này mà xin xé xé nó khai đi tiền đấy xé tiền sửa đi xin đấy bọn nó thế là thì nó thì mà xin này đấy không xé không tế nên xé nên tế sửa đi cái này đi qua chỉ bao mấy rồi đi cái này đi qua thì anh đi đấy không xé xé không sửa được qua cái bọn nó tôi đã đi ở tập viên ngoài đấy cho nên là sau này thì á sẽ bị học viên bị bị kẹp vào đấy rồi tập viên nhân viên tôi muốn cô lưu sẽ đại lý đi làm cái đấy và sau này người đi được chỉ bảo đấy thì rồi thì tôi sau này người đi nhận bốn nó sau này cho mình mà giá trị thay đấy khả năng bạn đi ra đó nên nhận đồng thì đồng nó phòng mà xuống không nhà đấy không bảo bảo định như thế không nên tôi lòng đi xin nhận bốn nó tiền đưa nên cái giá mà khả năng thì đi lên nhận thì đồng nó bao lần mà xuống đồng nhà là thay đi không số gì đó đồng nhà không số gì đấy cho nên nên này tập nhiệm mà đấy thì lô đi cấp video cái giá giảm một bữa hay đó cái này lịch sử cái nhiều xin nhé không là sẽ xin nhé không không số đấy cái này lịch sử bán nhé thì là sẽ xin nhé nhưng không số đấy thì cái này đi qua bữa nó sử dụng bao đi qua xin bán nhé tổng qua cái đó ăn thua nhé tổng qua cái đó bù chỉ được cái cháu ăn thua ở bữa hay đó với xin nhà anh ông nhé cái này thì sau này tập nhiệm mà là sử dụng lại như sử dụng đi cái đó thì cái này đi qua quen tham vào đấy thì đó cho nên là tập nhiệm nhà ở đây được tập nhiệm nhà sử dụng cái này sử dụng như là anh ông nhé tại này thì mình mà thay đổi cái giá trị của bảo đấy, bảo vào đấy, sẽ đi đi ở những cô đấy nó thay đổi vào đi sửa cái nọ này này, nó khai lại nhiều, dễ chạy lại vào đấy bố, nó khai lại này, con nhà xe sửa đi được vào cái bố, bố bị gọi cái nhà bảo đấy, thì gọi mấy sinh viên cái nhà đại số nhé, alo mấy đứa nó sai bằng được nhà thay đổi cái giá trị của bảo đấy, nó sai bằng được cái nhà đại số này thì có mình mà dễ chạy được nhà bảo đấy, nhớ, hay không? Alo mấy thì mà thay đổi lại bài bản number thì lấy về mấy sự sửa lại nhiều, bảo vệ khỏi chuyện, làm mà khỏi chuyện video cái nhà bảo không bảo nhá, mấy sự hiện nay tôi đi cái này thôi thì nào thì tôi đi cái này thôi thì nào thì bọn nó có một chuyện giống như là tiền đi vào tiền thì nào thì biết sao tôi đi vào cái này nhà thôi ra đấy hai ba năm rồi thì phải bảo đấy thì ba năm rồi thì asmi này đấy cho nó lâu ngày sau lâu thì anh em mọi người cũng tranh cá là thì đấy đông người đấy nên là cái này thì được chứ chung mà này đấy nhà cũng tranh cá là thì mà cái vấn đề thì đâu cái nhà này tôi chẳng bảo đấy bọn tôi mua bọn nó thì như chú video đi để anh em tìm bên này là được chứ được
thì bây giờ không được thì nữa anh nghe lâu cái gì là chuyện bài nhá thì đó mới sinh ra nên nhận thức thì cần nên bỏ nó sau còn nhiều được bao đâu nhưng mà thôi thì này rồi thì lấy hôm nay thì thôi thì người ra xin mà thì chỉ có anh yêu sao bay ngờ tới đây mà thấy nó ngay à sao tôi phải lấy thời gian để tìm được cái bài này nhá mấy sinh nhà này tôi đi cần nên nhận thức thì này rồi thì lấy anh yêu sao bay ngờ chia sẻ ra để tìm được cái bài này thì tôi xin mấy sinh nhà này anh yêu sao bay hồi như chị bay mà lấy nó cả mua chỉ xóa lâu lâu cái gì là thì để cho cái nó lâu ngắn ra rồi mà giải phụ trên là gì cái đấy người đi bài yêu ra bằng mà này đấy và nó mang cái mũ sừng chó đi lâu bây giờ là thiệt thật cho nên người dân chỉ bên đấy chỉ sẽ lâu càng là thiệt thật cho một anh ông này trong chính mục tiêu hoa này sẽ từ đây được ra vào đấy rồi cho nó thời gian để đi được yêu chỉ mãi được nhá rồi cho nó thì mà tôi định như cái này bọn nó sẽ để lâu càng gì cái giá trị này bọn nó phải thu của những người đó mình sẽ đổi nên ta chơi nhau với khối thằng sẽ vô thằng là sao bây giờ cái này thu để từ đấy tôi định mà là cái tôi định mà là cái gì bọn nó đối với cái nào tu thì có một sinh giá trị mà không thành được tu bị được nhà vào đấy nên là tu thì mà rồi nhé khoe lòng cho người ta cả xa bị được thu ra rồi là có một sinh giá tiền thì mà được là có một tu mà số bốn khoe lòng cho người ta cả xa bị được cái nào xa thì thu lại từ đó nữa tu á có một sinh này trong ngã cái nào xa bị được tu cả giá của người giá trị mà thì bị đó ngã trong những ngã trong cho người ta số nhỏ chắc là cái nào có một sinh giá trị mà thì bị đó này thu gì liền chắc là cái nào giá trị mà bỏ nó thì những tại đây người tại đây ngộ thật thu gì xí đấy rồi này đấy thu gì liền xí giá cái nào cũng mới sử dụng nên này cho nên là người bỏ nó đặc khả năng nội dung đặc khả năng thu bị đó người đưa đặc khả mà lại đặc khả năng nội dung thay đổi ra được đi mà mình đang nhận bao nhiêu tiền này thì nó cái nó phải cả đi mà đi nhận tiền bây giờ thời kỳ là như vậy kỷ lục gì vậy nhớ thì rồi mấy cái này lại có mấy sinh nông ra lên nữa giá trị nữa video xuống muốn nó bây giờ ra bán nhưng mà lấy về thì trang mua sử dụng kỷ lục gì là thì được cho mấy sinh nông này video mua thu ăn ra chắc thì được chỉ để chú đi như vậy sắp được video lâu dài thì này sẽ nói cái nó thì ông mà như vậy là bài bản năm lớp thì đấy trong nhà cố chỉ cố khó sau diện nên cố khó rồi đấy thì bạn bè nào mà phải cùng mama gì để sắp tới lại phù đó thì mọi người chỉ bài được nhá nên là điều này nên nhớ vào bây giờ bọn nó nên để cùng cái này khỏi được sai cái gì cũng sẽ bị đọc giả bị bảo nhé nên là nhớ để cái này khỏi được giá trị này sai bài gì ra đó lưu lưu với lại số lượng nhá không đâu thì nhà long bao mà đấy thì nhà long bao nó đâu nhá đâu nhà bảo vào bình an này đâu nhà ngã nó sửa lại chỉ bảo nhé khi nào các gia mà thân nhân đi thì lấy sẽ đi đâu nó bao nữa thì đâu nó bao nhiêu thì đóng đóng bảo vào đi xem nhé thì mà giờ đó nên để khi ngủ phải ra nên để giữ gì đó để bỏ nó thế đó đông nhà ở đông người phiền áo xuống đông nhà ở đông đông nhà ở xin về phiền áo đông nhà xin ngã ở đông người phiền áo giờ đó ngã xin ngã đông bỏ nó thì cái này gì qua chỉ bằng nhé rồi thì cái này đi qua thì anh đấy ngã đông đông ngã thì được qua thì bỏ nó thả được bên mặt thì nhá nào kia đấy tôi đi ở bên này thì bỏ nó tôi đi ở bên này đông xin thì người nông bỏ nó tiếp chảo tiếp vào vào bên trong tiếp chảo bỏ nó thì thời gian mà giờ đó lên nhiệt độ thì đâu nó bao nó khô khô bao vào đi nên nhé khô hết thời gian này xin rồi đó nó cái đó tê cố khô về phía áo xuống tê cháo tê cố tê phía nhiệt phía áo tê đến cháo cố khô phía áo giờ cháo tê nhé cháo cố nhiệt phía áo giờ cháo cháo giờ tê độ bu sạch thì nhiều về cháo tê tê cháo giờ được qua rồi thu đi ở đây mà lấy đấy sẽ đi rồi nhanh thì bảo được nhá cái đó đi ở đây nhau thì cũng được ta khá là sẽ đi rồi nó cố ngã thì nó long bao mà xuống này đấy lý giải đấy lý bao vào thì cố là lý cố để long bao để xin làm nhé thì đi đông đông thì đông đông bao nhiêu xuống đông nhà nhà đấy đông nhà bao bao tiền ngàn đấy thì đông nhà ngàn bấy nhiêu về ba trăm ngàn thì sinh nhiêu xuống nên đi khi mà rồi đó đi cháu sửa được quả phí sinh như vậy rồi đi u đông nhà thì học sinh đi cháu đi tế tiền cô cháu cô tế đó thì cái này đi qua thì anh em mà đi cháu sửa được quả phí thì mà thì đi ở trên mà lên đấy thì nó sẽ đi đó về cái mình cái đại ba rồi đi sai vài đi đó là đi bộ nhà về đó rồi nên đi cái gì này qua được cái sao chỉ này cái sao cái giá mình cần anh đi cả bố cái giá mình cần anh đi cả khi đó thì người nông bảo nó không không bao giờ đi hết này không nên để lòng sợ đi gì bảo mình thì cố chờ đâu thì đâu nó bảo là đó sẽ sẽ bảo vào đi đâu nhé sẽ đâu về nhà như xin được bố nó cái đó không có sẽ về nhà giờ đó không thế không có đâu về nhà giờ đó không chờ nên cố sẽ về nhà giờ đó nên chờ nên nên cố đâu về nhà giờ đó nên để sửa đi cái này đi qua đi nên đi khen được mà theo độ giá trị tham bảo đấy thì rồi thì cái này thì ta phải làm gì nhá thì mình cái mà lại chơi như là lụa chơi đi thôi bố nó khá giá chẳng là sống như là cái nó như thế thì cái gà như mà bố nó thế cái này cũng bố bị đó ăn đàn như sống nhưng cái mà lại không ba là đi chơi để tuổi đó không thể sửa gì được cái gì bố bị đó ăn đàn bố nó hay là mới chơi được như thế thì được cái gì bố cái này tôi sẽ làm gì cái này để thấy sống nhưng cái mà lại thế thì tôi sẽ gì là đi qua cái gì bố thấy được khá giá chỉ được nhà bà đấy được chơi chừng nào không nhá thì đó cái này cái này cũng chỉ là cái gì à cha to nếu chỉ được cái này cái này thì bố về thôi chỉ nội sát về cái này suy nó thì ông gặp cái nó biết hạt để bài văn nên biết chỉ để đầu nhà cố chỉ cố khó chào chuyện này cố khổ để đi bài văn nên bắt lấy bố sát về chỉ được cái này là giao thủ áp lực ra vào đấy từ từ bây giờ này cả nó như thế là ngày thì ra bám nhé rồi tối thì bây giờ này cả nó mình đã khen mà sẽ sát được này trong những năm thì ra sĩ gì đó
nếu như khi mà dừng tối này đi dừng ngắm như thế, cho nên thôi chỉ là chỉ đạt chỉ để cho gió, cho nó đi vào lại tập chỉ để mà đại kiếm mà thì vài bạn là bạn đi bộ đi xa đi mang cả số CC bị đổ lắm. Tôi đi nhiều cái nhiều ra kiếm mà cái này mà lại học ở bên nhà bạn đấy, còn sẽ giao nhà tiền được thì chỉ này dùng này là sẽ được hay được, nhà bạn ấy được bao nhiêu mà không nhá. Cái lông thứ nhất là mua xe xóa, lông lông quản kim đã thì để cho nhà cụ trên cả là thì mà đấy nhé. Mà mang cả cái này như xin nhà thì lâu cả thì đã lấy đấy, chỉ bảo là không nhá. Thì đó thứ ba thì bạn sẽ mua lấy thế nên nhà sau người lông hoa sẽ cùng với chỉ là cái để cho mà mang cả cái này do ra bay mà đó thì cứ đi vào vùng mà lấy thế thì cái nhà sau thì đi lâu cái gì nhà chỉ bảo thì tôi chọn mấy sinh nhật này gì dùng thì sẽ chọn vì là sẽ để được cái nhà là nhau thu áp video ra vào đấy được rồi nhỉ. Thì nói video đi của anh hôm nay thì nói chung là lại phải không nhá. Thì đầu tiên mà giá hạ đại cái video này thì anh hôm qua vừa thêm giá cái giá này ra video sẽ thì càng không nhá sau cái sinh nhật ra vào thì không nhá. Mà lúc này video đi bộ xong thì mình sẽ bây giờ đã mới xin nhạc đi học kinh 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 nhạ